Triệu Lệ Dĩnh bị một mỹ nhân hãm hại, phim chưa lên sóng đã có nguy cơ bị dìm hàng. Dù Dữ Phượng Hành vẫn đang trong quá trình ghi hình, chưa lên sóng, nhưng mạng xã hội xứ Trung đã xuất hiện tin đồn cho rằng nữ phụ có tên 4 chữ đã chuẩn bị sẵn sàng đi bà lấn át nữ chính Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh từ trước đến nay luôn được công chúng biết đến là nữ hoàng rating hay nữ hoàng phim cổ trang của màn ảnh Hoa ngữ. Những bộ phim cô tham gia, nhà sản xuất đều nắm chắc phần thành công rất lớn. Chính vì thế ở mỗi dự án có mỹ nhân họ Triệu đóng, truyền thông và khán giả rất quan tâm. Hiện tại, mọi thông tin xoay quanh bộ phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đều nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Không chỉ nam nữ chính, dàn nhân vật phụ của Dữ Phượng Hành cũng dần lộ diện, hứa hẹn không làm fan của phim thất vọng. Duy chỉ có tạo hình của nữ phụ U Lan do Lạc Mục Dương Tử đảm nhiệm lại gây nhiều tranh cãi. Cụ thể trong phim, cô nàng đảm nhận vai U Lan, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, đẹp hơn cả nữ chính Thẩm Ly. Thế nhưng trong giới giải trí Hoa ngữ, ai cũng thấy rõ, Lạc Mục Dương Tử vốn đã không được đánh giá cao về khoảng nhan sắc, cô nàng phù hợp với hình ảnh dễ thương tinh nghịch hơn. Để vào vai mỹ nữ đẹp nhất phim, nhan sắc của Lạc Mục Dương Tử khó lòng cân được. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho biết Dữ Phượng Hành khi lên phim sẽ cải biên khác so với nguyên tác của Cửu Lộ Phi Hương. Nhân vật U Lan cũng sẽ không đảm nhận sứ mệnh đệ nhất mỹ nhân như trong truyện, mà thay vào đó là một vai mới hoàn toàn. Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại đó, nhưng gần đây, Weibo lại rộ lên thông tin cho biết có nữ phụ muốn đi bà lấn át nữ chính ở Dữ Phượng Hành. Phía blogger cho hay, đoàn đội của nữ diễn viên 4 chữ đóng vai phụ trong Dữ Phượng Hành đã chuẩn bị sẵn bản thảo. Đến khi Dữ Phượng Hành lên sóng sẽ dẫm nữ chính hồng chiếm spotlight. Ngay lập tức, mọi nghi hoặc đều đổ dồn vào Lạc Mục Dương Tử vì netizen nhận ra cả đoàn phim chỉ có cô là nữ phụ có tên 4 chữ. Nhiều ý kiến nhận định, dù phía đoàn đội của Lạc Mục Dương Tử có dùng cách gì thì cũng khó lòng lấn át nữ chính. Số khác lại cho rằng, chắc chắn phía họ đã tìm được điểm hơn thua, cũng không ngoại trừ việc so kè về diễn xuất thay vì nhan sắc. Trên thực tế, chuyện nữ phụ lấn át nữ chính không phải là điều quá mới. Trước đây trong bộ phim Trường Ca Hành, nữ phụ Triệu Lộ Tư đã đôi phần lấn lướt cả đỉnh lưu Địch Lệ Diệt Ba. Hoặc mới đây nhất là tác phẩm Huyền Huyễn Trầm Vụng Hương Phai. Ngay ngày đầu lên sóng, nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa đã leo top 1 hot search vì diễm áp Dương Tử. Song đây chỉ là những đồn đoán suy luận dựa trên thông tin lộ ra từ đoàn phim Dữ Phượng Hành. Thực hư thế nào vẫn phải đợi sau khi phim lên sóng và động thái của người trong cuộc, khán giả mới có thể thông tỏ. Với sự tham gia của cặp đôi Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân sau hơn 5 năm, Dữ Phượng Hành được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở thành phim đại bạo mới của màn ảnh Hoa ngữ. Để tạo nhiệt độ cho phim trước ngày lên sóng, đoàn làm phim liên tục tung ra những hình ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh và dàn diễn viên trên phim Trường Dữ Phượng Hành. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh cận mặt của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình bạch y. Xuất hiện với lối trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc đơn giản, Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức gây sốt với nhan sắc trẻ trung yêu kiều trong trẻo. Mặc dù đã ngoài 30, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến khán giả phải bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung và xinh đẹp của mình. Dữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly Triệu Lệ Dĩnh vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được hành chỉ Lâm Canh Tân cứu giúp. Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu hành chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện hành chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này, mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với hành chỉ mới thực sự bắt đầu. Gạt bỏ qua những ồn ào, dựa vào nội dung phim có thể thấy, Dữ Phượng Hành có phần giống vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh ở Sở Kiều Truyện khi cả hai đều đóng vai tướng quân. Điều này ít nhiều tạo nên sự tò mò cho khán giả, nhưng cũng dễ khiến người xem đặt lên bàn cân so sánh hai tác phẩm với nhau. Tuy nhiên, với diễn xuất tiến bộ và kinh nghiệm đóng dòng phim này, nhiều khán giả kỳ vọng Dữ Phượng Hành sẽ tiếp tục là bom tấn thành công mới của Triệu Lệ Dĩnh.